Lời đầu tiên cho phép phụ kiện audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng truy cập và theo dõi vào kênh YouTube của phụ kiện audio. Xin kính chúc tất cả quý vị cùng đại gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, an khang và thịnh vượng. Trước khi vào nội dung chính của video clip ngày hôm nay, rất mong các bác và anh em nào chưa ấn nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra 10 giây quý giá của mình để ủng hộ phụ kiện audio bằng những lượt đăng ký kênh. Các bác và anh em nhớ ấn nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể cập nhật đầy đủ và chính xác nhất những video clip mà phụ kiện audio đăng lên hàng ngày. Và nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu cần tư vấn phối ghép lắp đặt những cái hệ thống trong âm thanh của mình, các bác và anh em xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Phụ kiện audio rất vui khi được chia sẻ những cái kinh nghiệm mà phụ kiện audio được biết và cũng như là một số những cái mẹo vặt trong chơi audio đến với tất cả quý vị và các bạn. Và trong video clip ngày hôm nay thì phụ kiện audio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cái mẫu dây sử dụng cho mic không dây và mic có dây. Những cái sợi dây này là những cái phiên bản cao cấp nhất từ trước đến nay mà phụ kiện audio đã quay lên trên kênh YouTube tại của phụ kiện audio. Những cái sợi dây này thì những cái bản thông thường thì đã quay lên rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay cái bản này cho một cái chất lượng âm thanh nó hoàn toàn khác các bác và anh em nhé. Đầu tiên là về dụng cho mic không dây. Ở đây thì đấy, các bác và anh em như các em có thể nhìn thấy là sử dụng cho mic không dây, chúng ta sẽ nhìn cái đầu jack là rất là quen thuộc, đầu jack 6 ly. Đầu jack 6 ly và cái phiên bản đầu jack này là phiên bản đầu jack Monster mạ vàng bên ngoài này các bác và anh em nhìn này. Cái đầu jack nó rất là đẹp luôn. Thế nên là cái đầu jack nó cũng rất là quan trọng trong việc chúng ta sử dụng. Nếu như mà cái đầu jack nó cho một cái tiếp xúc nó không tốt, nó không ổn định thì nó sẽ gây ra tình trạng khi mà cắm vào, thứ nhất là cắm vào, lần đầu tiên cắm vào thì sẽ gây tình trạng xoẹt tín hiệu đấy. Và sử dụng một thời gian dài thì cái đầu jack nó bị oxy hóa, nó mòn đi thì cái tiếp xúc nó không còn tốt nữa, đồng nghĩa việc là cái tín hiệu âm thanh nó truyền tải cũng không được ổn định cho nữa rồi. Và cái phiên bản lần này là phụ kiện nó sử dụng cái đầu jack 6 ly của Monster mạ vàng bên ngoài này, các bác và anh em nhìn qua nhé. Kể cả từ về cái đầu jack cũng là tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Và cốt dây ở đây là cốt dây của Hitachi, các bác và anh em nhìn cốt dây Hitachi hàng bãi Nhật nhé, mã trên dây đây. Đó, đầy đủ và xuyên suốt theo dọc sợi dây sẽ có mã và tên thương hiệu của dây. Và những cái sợi dây mic đây là sử dụng cho mic không dây này, thông thường phụ kiện nó sẽ làm cái chiều dài là 1 mét để cho các bác và anh em chúng ta dễ dàng cắm rút thiết bị. Và dây này thì cũng khá là mềm dẻo linh hoạt nhé, các bác và anh em không sợ là dây cứng quá đâu. Dọc 6 ly của Monster, cốt dây là dây Hitachi và 100% cốt dây bên trong là đồng mạ bạc và có những cái lớp áo chống nhiễu nó vô cùng dày dặn. Đó là về dây cho mic không dây. Còn về mic có dây thì ở đây một cái phiên bản hoàn toàn mới khác hoàn toàn những phiên bản trước đây đã từng giới thiệu đến quý vị và các bạn. Quý bạn chúng ta nhìn này, qua cái đầu jack này, phiên bản lần này thì đã nâng cấp cái đầu jack lên. Đầu jack này là đầu jack cắm vào chuôi mic này, đầu jack cano cái cắm vào chuôi mic như này. Chúng ta cầm cái đầu jack này thôi, khi mà cắm vào cái mic của chúng ta cầm lên chúng ta thấy ngay cái độ sang trọng đẳng cấp của cái sợi dây này nó như thế nào rồi. Đó, sợi dây này cầm cái đầu jack nó rất là chất lượng các bác và anh em nhé. Thế nên là cái tiếp cũng như đồng nghĩa việc là cái đầu jack nó tốt như này thì đồng nghĩa việc là cái tiếp xúc bên trong nó vô cùng tốt rồi. Đó, xả nhiễu ra bên ngoài rất là tốt luôn. Và những cái sợi dây này thì phụ kiện nó sẽ làm một cái chiều dài là 5 mét, các bác và anh em cũng có thể yêu cầu độ dài nó dài hơn hoặc là ngắn hơn một chút, ví dụ là từ 3 mét hoặc thậm chí là 10 mét, 15 mét cũng có đầy đủ nhá. Đó là về cái phiên bản này, các bác và anh em nhìn này, cái đầu jack nó đã nói lên cái độ chất lượng của sợi dây nào rồi. Chuôi mic sử dụng jack carbon như này. Đó. Và ở đây thì phụ kiện nó cũng có chuẩn bị là một số những cái cốt dây bên trong để các bác và anh em cũng có thể xem qua về những cái cốt dây này. Tất cả những cái cốt dây mà phụ kiện nó sử dụng mà để làm dây tín hiệu thì đầu tiên là các bác em nhé, đầu tiên ngoài cái việc là dây ngoài nó mềm dẻo rồi, linh hoạt rồi, thứ hai là bên trong nó phải có những cái lớp áo chống nhiễu nó dày dặn như này, nó để chống nhiễu toàn bộ, tránh ù xì tín hiệu. Đó, và thứ hai là thứ ba là bên trong những cái cốt dây này phải là đồng mạ bạc. Đồng mạ bạc thì thứ nhất là cho vật tốc độ truyền tải tín hiệu nó nhanh hơn so với những cái sợi dây đồng. Và cái độ chi tiết là để các bác và anh em hát karaoke thì những cái sợi dây bạc nó sẽ đáp ứng rất là tốt. Đó, cốt dây này, cốt dây toàn bộ là đồng mạ bạc bên trong các bác em nhé. Cốt dây toàn bộ là đồng mạ bạc như này. Đó, tất cả những cái dòng dây của phụ kiện audio sử dụng lựa chọn làm dây tín hiệu thì đều là dây đồng mạ bạc và có những cái lớp áo chống nhiễu nó vô cùng dày dặn. Những cái sợi dây mic cao cấp ngày hôm nay sẽ có những cái mức giá nó vô cùng hợp lý để cho quý vị và các bạn chúng ta có thể tham khảo. Đầu tiên là về mic không dây, sử dụng cho mic không dây này. Đó, mic không dây hai đầu 6 ly này
sẽ có mức giá là 220.000 đồng một sợi, chuyển phí vận chuyển toàn quốc là 30.000 đồng các bác anh em nhé. Và một sợi dây mic cao cấp như này sẽ có mức giá là 500.000 đồng các bác anh em nhé. 500.000 đồng miễn phí giao hàng toàn quốc. Thì cái sợi dây này có mức giá 500.000 đồng thì em sẽ bao ship luôn cho tròn tiền nhé. 500.000 đồng một sợi này, dài 5m. Các bác và anh em cần đặt hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0835318889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.